Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jury, bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Trở lại với Cà Phê Sáng hôm nay thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đang điều tra những cái vụ mà gọi là chủ nhà đòi những cái người mướn nhà của mình đó, nếu không trả được tiền nhà mỗi tháng thì có thể đổi lấy cái việc là quan hệ tình dục để mà đổi lấy cái tiền nhà để trả tiền nhà hàng tháng. Và cái chuyện này nó xảy ra từ lâu rồi chứ không phải mới bây giờ, nhưng mà từ năm 2022 khi mà con số của những người phụ nữ và có con nhỏ mà đi mướn nhà mà bị gặp những ông chủ nhà mà cho mướn như vậy đó, cái yêu cầu cái này yêu cầu cái kia đó, rồi nhiều khi mình không đáp ứng thì bị thay cái ổ khóa của cái phòng của mình hay là cái nhà của mình đang mướn để mà phải đòi được những cái gì yêu cầu, thì nó tăng lên con số rất nhiều. Cho nên Bộ Tư pháp bây giờ mới bắt đầu theo dõi những cái vụ này và hành động. Thì hiện nay đang đi điều tra, đang xử lý những cái vụ kiện này. Quý vị biết rằng là năm 2022 đó, 2.490 vụ được báo cáo lên, nhưng đây chỉ là con số được báo cáo. Thế thì còn những con số mà người ta nói thôi mình cũng không có tiền, mình quen với cái ông ấy chủ nhà vậy thì thôi để coi như tháng này khỏi trả tiền cũng được đi. Còn những cái vụ đó nữa là những cái vụ lợi dụng lạm dụng như vậy đó đã không được báo cáo, nhưng con số chính thức á, thì trên Bộ Tư pháp có là 2.490 vụ. Cái số tiền mà người ta tịch thu được từ những người chủ nhà mà bị kết tội là có tội trong những cái vụ như vậy đó, đòi quan hệ để mà khỏi có trả tiền nhà hay là nửa tháng tiền nhà gì vân vân đó, nó lên tới 17 triệu đô la. Và có những người chủ nhà sau khi bị kết án là có tội với những cái người mà mình đã cho họ thuê nhà, rồi mình đòi người ta phải quan hệ để mà mình trừ đi cái tiền nhà vân vân đó, là có những người chủ nhà đã phải đền tiền cho những cái người mướn nhà như vậy lên tới cả gần 200.000 đô la. Thế thì cái vụ này đó thì báo chí nói rằng là đây không phải là mới có, nhưng mà đã từ lâu lắm rồi, khi mà những người phụ nữ có con nhỏ mà đi mướn những cái apartment chung cư đó thì thường là phải tháng đầu rồi tháng cuối rồi tiền deposit, vấn đề hư hại này kia bao nhiêu, thì nhiều khi họ không có đủ tiền hay là họ chỉ có đủ tiền vào lúc bây giờ thôi, rồi họ sẽ kiếm tiền thêm đi làm này kia để mà trả tiền hàng tháng. Nhưng nhiều khi tới cái tháng mà không có tiền đủ để trả đó thì bắt đầu hứa hẹn cho tôi thêm 10 ngày, cho tôi thêm 20 ngày nữa để tôi sẽ trả tiền cái tháng này cho nó đầy đủ vân vân. Thì khi mà hứa hẹn như vậy thì những người chủ nhà mà cho mướn như vậy đó, những người đàn ông họ nói rằng là cái bà này bây giờ không có tiền, bây giờ mình có thể tới mình nói bà đó, nói với cái cô đó là nếu mà cô cho tôi quan hệ đi một lần, hai lần, ba lần gì đi thì cái tháng này cô phải trả tiền. Thì nó rất là nhiều nha quý vị, rất là nhiều. Báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết rằng là đó, gần tới 200 những người chủ nhà như vậy đã bị kết tội. Nhưng mà nếu mà thật ra đó thì cũng có những người chủ nhà họ nói rằng là những người phụ nữ lợi dụng những cái trường hợp này để mà dựng lên một cái câu chuyện cũng có luôn nữa. Tức là tôi không bao giờ cái cô đó cổ tự động mời tôi vô cái phòng của cổ và nói rằng là anh vô đây ngồi uống một lon bia với tôi, coi tivi này kia. Nhưng mà sau đó thì cổ lợi dụng cái ông này như thế nào đó mình không biết, mà ông nói rằng là tôi là cái người bị lợi dụng. Nhưng mà sau đó bị cái cô này cô kiện ngược lại, cô nói là tôi xâm nhập vô phòng của cổ rồi uống bia rồi này kia. Thì nó cũng xảy ra cái trường hợp bị oan nữa chứ phải không? Đó, cho nên đó cũng có những cái vụ chống đối. Cái bộ mà gọi là Fair Housing Act, tức là bộ tình trạng nhà cửa công bằng đó, thì cho biết rằng là có những cái vụ kiện mà họ nói rằng là bên Bộ Tư pháp đã không có điều tra kỹ để cho những người, có những người bị oan, và thật ra thì cũng có những người bị kết tội là có tội, những người đó cũng có lạm dụng thật đó. Cho nên cái vụ này nói rằng là từ đó tới giờ tôi nghe nhiều lắm. Thí dụ như là có những người chủ nhà là độc thân một người đàn ông nào đó họ có căn nhà 3-4 phòng rồi họ cho share, rồi họ đăng lên là tôi chỉ cho phụ nữ share thôi chứ không có cho đàn ông, tại vì không đàn ông tới nhà rồi hút thuốc rồi nhậu nhẹt này kia tôi không thích. Những người phụ nữ thì hiền hơn. Nhưng mà thật ra đó để có những cái vụ mà gọi là đề nghị quan hệ đi, tháng này không lấy tiền nhà thì cũng có nữa. Wow, phức tạp quá. Phức tạp quá. Thưa quý vị, tháng 11 này là chúng ta có một cái cuộc bầu cử lớn. Thì chuẩn bị cho cái bầu cử đó, dĩ nhiên ngoài cái chuyện là mọi người đang chăm chú để xem ai sẽ là ra tranh cử tổng thống kỳ này. Hiện bây giờ vẫn là hai gương mặt, đó là đương kim tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng mà trong thời gian tới có gì thay đổi không? Khi mà qua cái cuộc mà tranh luận đầu tiên có quá là nhiều những cái ý kiến được đưa ra. Thì trong cái lần bầu cử sắp tới đây á, cũng có nhiều cái dự luật được đưa ra. Trong đó có những dự luật mà sẽ liên quan rất là thiết thực đến đời sống của chúng ta. Ví dụ như là về vấn đề lương bổng. Sẽ tùy mỗi tiểu bang, họ sẽ đưa những cái dự luật này vào cái phiếu bầu của tiểu bang đó. Ở đây Ngọc Lan chỉ nói đến đối với lại một số dự luật được đưa vào phiếu bầu tháng 11 tới đây của tiểu bang California mà thôi. Những cái dự luật này được đưa thêm vào đó là vào ngày thứ tư vừa rồi, ngày 3 tây tháng 7. Trong đó có một cái dự luật 32 là liên quan đến vấn đề tiền lương. Hiện bây giờ tiền lương tối thiểu của tiểu bang California là 16 đồng một giờ. Riêng đối với lại cái ngành mà nhân viên mà làm trong cái lĩnh vực thức ăn nhanh fast food thì lương tối thiểu là 20 đô la một giờ. Thì trong cái dự luật sắp tới đây họ muốn nâng mức lương tối thiểu của Cali lên là 18 đô la một giờ. Khi mà cái mức lương này được nâng lên như vậy, rồi đồng thời cái mức lương của nhân viên y tế cũng sẽ là tối thiểu là 25 đô la một giờ. Đối với là những người đi làm thì đây là một tin rất là đáng mừng. Nhưng mà đối với những người chủ hãng, chủ xưởng thì đây là một cái tin họ cảm thấy là tạo thêm cái áp lực nữa. Nhất là trong cái bối cảnh như hiện nay. Khi mà cái mức, nếu mà cái dự luật này thành luật thì ít nhất là đến năm 2027, 26, 27 thì những cái điều này nó mới bắt đầu trở thành hiện thực. Bên cạnh đó còn nhiều những cái dự luật mà quý vị sẽ phải suy nghĩ, đắn đo để mà chúng ta bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Nghe thì nó có vẻ nó không hơi xa xôi với mình một chút, nhưng mà khi mình bỏ mình phải biết nó là cái gì. Ví dụ như là dự luật số 2 thì họ đề nghị đó trái phiếu sẽ yêu cầu cử tri phải chấp thuận cái khoản vay 10 tỷ đồng, 10 tỷ đô la để mà xây cất và sửa chữa các cái trường công lập. Thì phần lớn số tiền, có nghĩa là lên đến là 8.5 tỷ sẽ dành cho các trường tiểu học và trung học. Phần còn lại thì mới dành cho các trường đại học cộng đồng. Thì đó là nếu mà quý vị đồng ý cái số tiền này để sửa chữa, thấy là cái này có tốt cho con em của mình thì quý vị sẽ bỏ phiếu là yes, còn không thì là no. Cái dự luật số 3 cũng là đây lại là cũng là vấn đề gây tranh cãi rất là nhiều. Đó là dự luật này thì liên quan đến việc là có xóa bỏ cái lệnh cấm kết hôn đồng giới khỏi hiến pháp tiểu bang Cali hay không. Hiện bây giờ đó thì nó trong đó là vẫn là cấm, rồi tùy theo mỗi nơi có những cái quy định. Thì bây giờ á, là đề nghị là xóa bỏ luôn cái đó ra khỏi hiến pháp của tiểu bang. Nó còn nhiều những cái vấn đề nhỏ nhỏ trong đó, hay là họ đề nghị là tu chính án mới đó, họ sẽ xóa cái lệnh cấm và thay thế bằng một cái cách diễn đạt, đó là cái quyền kết hôn là quyền căn bản, nghĩa là không có phân biệt một cái gì nữa hết. Cái dự luật số 4 cũng là yêu cầu cử tri phải chấp thuận một cái khoản vay lên đến 10 tỷ cho cái chương trình liên quan đến khí hậu. Trong đó có việc mà chống hạn hán, chống lũ lụt, vân vân. Rồi một cái dự luật nữa mà cũng sẽ làm cho nhiều người phải suy nghĩ, đó là dự luật số 6 liên quan đến vấn đề. Mình nghe đó thì mình thấy chống lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức, trừ những người bị tù. Những người bị tù thì đương nhiên là họ phải chấp nhận cái hình phạt gọi là lao động, mình gọi là cái chữ khổ sai đó. Còn lại thì những người Có những người mà phải đi làm ở trong tù và được trả lương dưới $1 một giờ, đi làm trong tù cũng có lương nha. Đó thì đó là những cái điều mà người ta phải suy nghĩ đến trong thời gian sắp tới đây, hoặc là cái dự luật 33 là về cái chuyện mà bãi bỏ, cấm các thành phố hoặc là quận hạt hạn chế cái việc mà xây cất như thế nào. Từ đây cho đến bầu cử là chúng ta còn 4 tháng nữa, chưa đến 4 tháng. Thì nhiều những cái dự luật này sẽ được nhắc đi nhắc lại để cho quý vị hiểu hơn. Là mình sẽ đi bầu cái gì, mình bỏ cái gì, vân vân. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.